Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị. Thì hôm nay ở clip bán hàng này em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa bệt nha các cô chú anh chị. Đây là bệt ma bó. Nói về bệt ma bó thì nó có rất là nhiều khuôn hoa bệt nha các cô chú anh chị. Và khuôn hoa nó cũng có rất nhiều. À, và đây là cũng là một trong những cái mặt hoa bệt. Đây. Thì giá này cũng giá của cái dòng này thì cũng tương đối là mềm để các cô chú anh chị mình dễ dàng sưu tầm. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An. Đây là cái khuôn lưỡi bạc cho các cô chú anh chị. Bạc ma bó. Và đây là một số cái hình cây em chia sẻ với các cô chú anh chị mình ở cái clip ngày hôm nay. Thì đầu tiên đây là cái mã số 1 nha các cô chú anh chị. Mã số 1 800k. Bèo bọt luôn. Quá mềm để các cô chú anh chị mình rất là dễ dàng sưu tầm. Nó gồm có 2 kg và 2 mắt ngủ các cô chú anh chị. 2 kg và 2 mắt ngủ. Cái bên cái thân này. Cái thân lớn này nó khoảng cỡ 8 cm 9 cm. Còn bên đây nó khoảng 5 cm. Rễ thì đã xuống rễ. Đã xuống rễ. Bệt ma bó mã số 1. 2 kỳ quá đẹp. 800k nha các cô chú anh chị. 800k mã số 1. Mã số 2. Mã số 2 các cô chú anh chị, mã số 2 600k. Nó bao gồm 2 kỳ. Và một cái kỳ này thì nó đã đứng lại rất sớm mà không biết là nó còn lên nổi hay không. Rễ thì đã xuống. Kỳ nào cũng có rễ các cô chú anh chị. Cái kỳ này cái kỳ mé bên bên đây thì khoảng 7 cm, này khoảng 5 cm. 600k cho cái kỳ bệt ma bó mã số 2. Mã số 3. Mã số 3 thì cũng là 600k. 600k. Đó, gồm 2 kỳ, 2 kỳ, một cái 2 kỳ lớn, một kỳ nhỏ và còn lại là 2 mắt ngủ. Tất cả các kỳ đều đã xuống rễ và chớm rễ hết rồi nha các cô chú anh chị. Em mới cắt trên cái thân hoa mẹ đó. Nó tàn rồi nên là không quay được, nó lấy hình ảnh quay thôi. Đó là mã số 3, 600k. Rồi tiếp tục là mã số 4 của chú anh chị. Mã số 4 thì cũng có 2 kg thôi. Mã số 4 thì 2 kg, 400k. Đó, rễ xuống hết. Mã số 4 là 400k. Mã số 5 các cô chú anh chị. Mã số 5 này 350, 2 kg. Khi nào cũng có rẻ. Mã số 5 350k. Đó thì vừa rồi em giới thiệu với các cô chú anh chị mình là 5 mã số của cây bạch ma bó. Thì cô chú anh chị nào mình chưa có thì mình chốt đem về sưu tầm làm giống nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.